Sáng ngày 1 tháng 5, tàu cứu nạn SAR-412, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2, Đà Nẵng, MRCC, đã đưa một cư dân Quảng Nam bị viêm ruột thừa cấp về đến đất liền cấp cứu kịp thời. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 24 phút ngày 30 tháng 4, tàu cá QNA 94464 hành nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển miền Trung, cách thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 100 hải lý về phía đông. Ngư dân Nguyễn Thanh Bình, 43 tuổi, ngụ Quảng Nam, bỗng nhiên bị đau bụng dữ dội, kèm theo sốt cao, mê man, tình trạng nguy kịch. Theo chẩn đoán, anh Bình có khả năng bị viêm ruột thừa cấp, nguy hiểm tính mạng, cần được nhanh chóng đưa vào bờ cấp cứu. Đà Nẵng MRCC đã điều động tàu cứu nạn SAR-412 đi cứu nạn. Đến 8 giờ 50 phút sáng ngày 1 tháng 5, tàu SAR-412 đã đưa nạn nhân về thành phố Quy Nhơn. Nhờ cấp cứu kịp thời, tình trạng nạn nhân đã tương đối ổn định.